Chào các bạn đã quay lại video mới X35 Shop. Thì video ngày hôm nay mình sẽ lắp ráp một cặp mâm 8 cây cho Winner V1. Và khi các bạn lắp mâm X1R là bên mình sẽ tặng cho các bạn một cái dĩa trước bi bật đạn không chỉ đầy đủ. Và ưu đãi của bên mình khi bạn lắp ráp mâm X1R là bên mình sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng 1 tuần. Nếu trong 1 tuần bạn đi mà có rung lắc hoặc là bị lỗi về mâm, mình sẽ đổi cho bạn cặp mới. Còn nếu mà các bạn mà sử dụng thời gian lâu dài mà các bạn bị ven, bị cong rồi gì đó thì bên mình không hỗ trợ bảo hành nha các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ lắp ráp và quay lại cho các bạn xem nha. Lắp đi vậy. Là VS hay VD? Đầy đủ đấy. Thôi hai anh em nhảy ra phụ làm nhanh đi. Khi các bạn mua mâm X1R thì cái đĩa trước là đĩa CNC mình sẽ tặng cho các bạn. Vì mâm X1R 8 cây á, là trước là 4 lỗ nha các bạn. Và màu sơn của mâm là màu sơn bóng. Hiện tại bên mình đang còn lại màu trắng, màu đồng và màu đen bóng. Lốp bạn này đang sử dụng là lốp camel nha. Camel, và bên mình cũng đang có sẵn là gai Rosso và gai Michelin. Xe thách bố luôn rồi. Nhắc bữa sau thay nha. Cái đĩa trước là các bạn khi mở xe mua là các bạn lưu ý nha, là phải bỏ 4 con ốc trước, vì ốc linh theo xe là bỏ không được nha, nó sẽ bị còi lên. Tám cây mình có về màu đen nhám không ta, hay là chỉ có đen bóng thôi? Hiện tại bên mình vẫn còn chương trình ưu đãi khi các bạn mua lốp 60-70 nha. 60-70 là với cặp lốp là tầm khoảng 5-5 rưỡi. Còn size 70-80 là nếu mà gai đun lốp là 600. Còn các bạn mua mà gai Michelin và gai BLE là 700 một cặp nha. Và thằng và dòng lốp camel thì bên mình cũng sẽ bảo hành cho các bạn trong quá trình sử dụng. Nếu mà cái lốp mình trong nói chung quá trình sử dụng của bạn luôn, không tính bao lâu là bạn sử dụng, mà nếu mà cái lốp camel mà nó bị phù nề á, biến dạng á, thì bên mình sẽ đổi bằng cái lốp mới. Rồi. Ok em. Nhầm máy. Xe lờ đúng không? Mâm theo mâm lắp ráp chuẩn, thành ra là khi mình bỏ vào nó cũng nhanh nữa các bạn. Bánh trước là bỏ xong rồi nè, giờ tới bánh sau. Mình sẽ làm nhiều video về mâm cho các bạn xem nha. Hiện tại thì qua năm là mâm, tất cả các dòng mâm như mâm X1R này, mâm Racing Boy nó sẽ lên giá rất là cao. Thành ra các bạn nào mà có nhu cầu lắp mâm á, thì các bạn hãy tranh thủ trong cái dịp này, giá thành nó sẽ rẻ và nó sẽ ok hơn. Thì mình cũng sẽ báo giá luôn cho các bạn cặp mâm 8 cây của X1R dành riêng cho Winner là giá bên mình là 2.3 triệu nha. Còn mâm 8 cây thẹt là 1.950 triệu. Để các bạn xem giá mà các bạn có thể là mua hàng, các bạn có thể đặt hàng qua X35 Shop. Thì bên mình khi các bạn ở xa, nếu thích yêu thích X35 Shop thì các bạn mua hàng thì bên mình sẽ hỗ trợ 50% phí vận chuyển. Vì một cặp mâm là với cân nặng là tầm khoảng là 7-8 kg, nên phí vận chuyển rất là đắt, mình sẽ hỗ trợ bạn 50. Nói chung bạn chỉ tốn tầm khoảng 40-50 ngàn là tận nơi, ship tận nơi luôn các bạn, và nhận hàng thanh toán ha. Bạn kiểm tra hàng, nếu mà đúng màu, đúng cái dòng mà bạn thích thì bạn lấy, còn không đúng thì bạn có thể gửi ngược lại.
đó, các bạn thấy không, quay bánh rất là nhẹ nhàng luôn, bánh trước, bánh trước vĩ, quay trước luôn đó, mâm rất là chuẩn nha các bạn. Thôi mình xin dừng video tại đây, hẹn các bạn ở video lần khác, xin chào và hẹn gặp lại.